Hello mọi người thấy không ạ? Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cây trúc phát tài. Cây trúc phát tài nó mang rất là nhiều ý nghĩa nhá mọi người, đem lại cho chúng ta về tài lộc này, may mắn này. Thì cây trúc phát tài này rất là gần gũi với chúng ta rồi. Sau mình bây giờ mới đăng về cái dưa hấu, cái chậu dưa hấu rất là xinh luôn ấy. Mình có hai cái chậu dưa hấu ấy. Và nhà có cái chậu trái tim này, các bạn thấy không, rất là đáng yêu ấy. Thì các bạn thích cây nào các bạn có thể lựa chọn nó. Thì cái cây trúc phát lộc này, cây trúc phát tài này thì đã gần gũi với chúng ta rất là nhiều rồi, thế nên là bây giờ cây đời sẽ bật mí ý nghĩa và cách bày trang trí cái cây trúc phát tài này đem về tài lộc may mắn cho các bạn nhá. Đấy, ở Việt Nam thì các bạn thấy là chúng ta thường xem cái cây trúc phát tài này là một loài cây mà mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Chính vì vậy mà bài viết, rất là nhiều bài viết của cây trúc phát tài này rồi. Thì bây giờ sẽ cùng cây đời để bật mí ý nghĩa của loài cây này nha các bạn. Về nguồn gốc thì cây trúc phát tài này có tên gọi khác là cây trúc phất dụ, hoặc là cây trúc vạn niên này, cây trúc và cây trúc hạn vận này. Đó, và cây này có nguồn gốc từ đảo Canary và vùng đất nhiệt đới châu Á và châu Phi á, vì phổ biến ở Trung Quốc và hiện nay cũng đã có mặt tại Việt Nam rồi. Đó, về đặc điểm của cây này thì trúc là một loại cây mà ưa bóng và chịu bóng râm. Đó, thân của nó mọc thẳng đứng và nhiều đốt. Thân của nó mọc thẳng đứng và nhiều đốt như thế này. Mỗi đốt thì có cách nhau khoảng 2-3 cm đấy. Chiều cao trung bình khoảng 40-50 cm, thì màu xanh đậm và hơi ngả màu vàng, và dễ dàng uốn theo nhiều kiểu khác nhau. Thì đây là một kiểu nhá, đây là một kiểu. Đây là một kiểu mà mình đang có thôi. Đấy, ở cây trúc phát tài này không có cành nhá, và nó mọc theo từng chiếc riêng lẻ và mẹ nó áp sát vào thân. Đấy, như thế này. Màu xanh bóng này, hình dạng lắm ráo mác và nhọn dần ở phía đuôi. Đấy, dài khoảng 10 đến 15 và rộng khoảng 2 đến 3 cm. Đó, về bộ phận rễ của cây này thì phát triển rất là mạnh và mọc thành từng chùm ở cuối thân. Đó, đây các bạn ơi. Đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt hoặc là ngập nước thì bộ rễ sẽ phát triển mạnh hơn đấy. Và một số lưu ý cho cây phát tài này, trúc phát tài là một, và cây tài lộc là hai loại cây khác nhau. Thì cây trúc phát tài này có ý nghĩa mang lại sự may mắn này, đại cát đại lợi này và ấm no cho gia chủ. Nhiều người còn quan niệm rằng nếu đặt cây trúc này trên bàn thì sẽ giữ được cái gia đình luôn hạnh phúc là và ít xảy ra xung đột và cãi vã nha mọi người. Thì còn nếu đặt cây trúc phát tài này ở bàn làm việc thì sẽ giúp cho công việc của mình làm ăn suôn sẻ hơn này, gặp nhiều điều may mắn hơn này, và cơ hội và cái thách thức nó sẽ dễ dàng hơn và thăng tiến sự nghiệp nhanh hơn. Đấy, về công dụng của cây trúc phát tài này, dùng để có thể trang trí trong nhà này em. Các gia đình có thể lựa chọn trong việc trang trí không gian nhà cửa và có hình dáng đẹp mắt và bắt mắt, bởi vì lá của nó làm nổi bật lên cái cảnh quan, mang lại cái vẻ đẹp cho không gian căn nhà của mình ấy. Đó, thông thường thì loại cây này thì được đặt ở cửa và hay mặt tiền của các cửa hàng lớn ấy. Thì vì những vị trí như thế này thì ở trong gia đình thì mình có thể để ở bàn làm việc này, phòng khách ở trong gia đình ấy. Thì những vị trí như thế này thì sẽ giúp cho cây có thể mang lại vẻ đẹp và cho không gian mang lại có ý nghĩa tốt hơn, phong thủy đó. Về ý nghĩa phong thủy thì cây này, cây trúc phát tài này mang nhiều ý nghĩa là bình yên cho căn nhà của gia chủ, sẽ mang lại cho gia chủ may mắn này, sở hữu được cái sức sống mãnh liệt
mà chúng đã đem lại và cái nguồn năng lượng dồi dào, ý chí vươn lên trong cuộc sống này, giúp cây cây có thể giúp cho mình thanh lọc không khí nhá, và có thể làm cho làm sạch không khí và cải thiện môi trường sống ấy. Đó. Thì bên cạnh đó thì cây mọc thành từng cụm như thế này và nó có độ bốc hơi lớn nhá, sẽ làm tăng cái độ ẩm và cái kháng lại những chất độc hại do thuốc lá này hay là gì nhỉ, cái đồ điện tử mà chúng gây ra ấy, nó có thể hút luôn nhá. Cây có thể làm cây này có thể dùng làm quà tặng này em, và cây khắc tài này có tác dụng là làm cho gia chủ của mình may mắn khi sở hữu, thì vì thế mà loài cây này á trở thành một món quà đặc biệt dành cho bạn bè hay là đối tác này. Cây có thể dùng để tặng nhà mới này hay khai trương công ty doanh nghiệp đều phù hợp đấy. Cây trúc phát tài này thì hợp với cả các mệnh như là hợp 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 tuổi mão như kiểu là 99 đó, thì loại đặt loại loại cây này ở trên bàn làm việc hay là ở trong nhà thì sẽ nhận được nhiều may mắn tài lộc giàu sang. Bên cạnh đó thì những bạn như thế thì sẽ tránh được những rắc rối khó khăn mà không mong muốn đó, và tránh bị kẻ xấu hãm hại đó. Bởi vì cây trúc phát tài là loại cây phù hợp với cung mệnh nên là mọi người có thể đặt ở nhiều hướng nhé, nhưng mà hướng tốt nhất là hướng đông nam vì cây này có thể làm cho gia chủ gặp nhiều may mắn. Và ở trường hợp mà đặt ở phía hướng bắc ấy thì sẽ mang lại cho bạn nhiều thuận lợi trong cuộc sống đấy. Bên cạnh đó thì đặt ở những nơi mà có độ ánh sáng vừa đủ để cho cây có thể hấp thụ những ánh sáng phù hợp này. Bạn có thể đặt ở những nơi mà có điều hòa hay là nơi mà có độ ẩm thấp ấy, sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây đấy. Một số vị trí mà có thể đặt cái phát tài này đó là đặt ở phòng khách này, sẽ là nơi mà có vị trí tài lộc nhiều nhất trong không gian nhà của mình, nên là sẽ giúp cho gia chủ của mình ra dòng ý là sẽ giúp cho gia đình của mình á, mang lại được nhiều tài lộc vào nhà đó. Thứ hai là và để ở hành lang. Để hành lang thì bạn có thể mang cái cây có thể mang lại cho bạn sự sang trọng cho ngôi nhà và thu hút được nhiều may mắn. Đấy, thứ ba là có thể để ở bàn làm việc nè, để ở bàn làm việc thì sẽ giúp cho chúng ta chiêu mời nhiều tài lộc nè, tăng năng suất và tăng hiệu quả công việc, và có thể giảm đi cái sự căng thẳng mệt mỏi, đồng thời có thể tạo ra không gian cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn đó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong văn phòng làm việc của mình, cho cái căn phòng của mình thêm hài hòa hơn này, không gian sẽ thoáng mát hơn và thoải mái trong việc mà mình gì nhỉ? Trong việc sáng tạo và thoải mái cái tăng hiệu quả làm việc của mình ấy. Đó. Về 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 việc mà bạn gì nhỉ? Về việc mà mua cây này ở đâu và trên thị trường thì giá khoảng như thế nào? Hiện nay thì trên thị trường thì cái cây này cũng dao động khoảng là từ 100 đến 200 nghìn đó, tùy chọn vào loại mà to nhỏ hay là cao vừa, tùy vào kích thước của cây đó, để gì nhỉ, để chọn những nơi uy tín để mà mua, để cho chất lượng cây nó đảm bảo hơn thì bạn có thể ra showroom 39 Cây Đời ở Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé, đối diện với Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch luôn. Thì bạn có thể ra đây để có thể mua được cái cây này, vừa đẹp mà vừa thực tế, là các bạn có thể qua xem luôn đấy, các bạn có thể qua tham khảo luôn để mà mua đem cái em này về để cho gia đình của mình phát tài phát lộc hơn này, mang lại nhiều may mắn hơn đấy. Thì đó cũng là một số thông tin mà mình chia sẻ với các bạn về cây phát tài trúc phát tài này. Thì rất là mong các bạn có thể đến đến cửa hàng showroom của mình để xem,
hoặc là các bạn có thể gọi số hotline ở dưới này, mình sẽ để ở dưới này nhá. Số hotline là 0855 299 198. Mình có Facebook, Zalo đó. Các bạn có thể liên hệ lại với mình để mình tư vấn này, mình có thể dành những cái suất ưu đãi cho các bạn nhanh tay nhất mà liên hệ với mình nhá.